Xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Anh Luân, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Cũng phạm tội cúi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bị công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an: 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn, đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phối hợp thực hiện.